Một cái mẹo giúp cho các bạn chạy chữ theo lời nói trong video cực kỳ đơn giản và vô cùng nhanh chóng. Hãy làm theo hướng dẫn sau nhé. Đầu tiên các bạn hãy vào ứng dụng CapCut và đưa video mình muốn chèn chữ vào nhé. Tiếp theo các bạn bấm vào phần văn bản này. Sau đó các bạn bấm vào phần thêm chữ. Ở đây thì các bạn nhập cho mình 6 chữ bất kỳ nhé. Rồi sau khi các bạn viết được một dòng gồm 6 chữ rồi này, các bạn sẽ chỉnh cái vị trí đến vị trí mình muốn bật nhé. Và chú ý là các bạn không để nó thấp quá để tránh bị cái phần chữ tiêu đề hashtag bị che mất này. Tiếp theo các bạn bấm vào phần phông chữ để các bạn chọn được cái phông chữ mình mong muốn đặt nhé. Ví dụ như mình chọn cái phông chữ này. Đó. Và tiếp theo các bạn kéo cái chữ lên này, các bạn kéo cho nó to lên bằng cách là bấm vào cái ô vuông này nhá. Đấy, rồi. Tiếp theo các bạn bấm sang phần phong cách để chọn màu chữ này, ví dụ như mình chọn chữ vàng viền đen. Đấy, vẫn cao cao các bạn có thể kéo thấp xuống hơn một xíu này. Rồi, tiếp theo này các bạn bấm tích V cho mình. Tiếp theo đây các bạn sẽ kéo cái cam cam này này, các bạn chọn cam cam các bạn kéo lên hết video nhá. Đấy, kéo lên hết video. Rồi tiếp theo các bạn kéo lên đầu video cho mình nhá. Ví dụ đến đoạn này mình nói cái gì chẳng hạn, các bạn bấm tách, sau đấy các bạn bấm sửa. Ví dụ như đoạn này các bạn nói gì, các bạn bấm tách xong rồi các bạn bấm sửa này. Tách này, xong bắt đầu các bạn cứ tách từng đoạn nhỏ ra, xong bắt đầu các bạn sửa chữ thì nó sẽ rất là nhanh mà mình hoàn toàn là không phải chỉnh cái phông chữ, cỡ chữ và màu chữ và vị trí đặt chữ nữa các bạn nhá.